Rồi, hello, xin chào mọi người nha. Thì, sáng mình có đặt mấy cái lọt cá bóng á mọi người. Bây giờ thì, mình đi thăm. Mà đặt hồi sáng thì đặt nước lớn, là nước dòng. Bây giờ nước dòng, rồi giờ nước chuẩn bị lớn lại thêm một lần nữa. Mà giờ chiều rồi mình đi thăm. Giờ mình mở xuồng ra mình đi thăm thôi. Bỏ từ sáng giờ, nãy có mấy cái nước dòng đó, nó lòi lên luôn á mọi người. Báo giá rẻ chứ nhất cả lớn à. Lớn vô tới đây giao đồ luôn. Với lại bữa nay cũng mưa quá trời mọi người. Nãy nó mưa ầm 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 á. Đây mình đặt con cái là mà cái này nó nãy nước cạn cái nó lồi lên mọi người. Cái này nãy là nó lồi lên nè. Nãy được ba con mà không biết nó có đi hay không á. Vô ba con rồi, còn có hai con hả? Ừ, ba con ba con mạnh kỳ một cái. Hả? Ờ à. Rồi một cái được ba con mọi người. Giờ cái tiếp theo. Giờ nước cạn. Hồi nãy mình không có lúc mà nó lớn vừa xây cạn thì xây gồng á, xây gồng lại là mình đi thăm vừa mà để nó gồng mà đứng gồng bây giờ đứng lớn lại thêm một lần. Nó nên nó mấy cái lợp nó hay lồi lên. Tại vì mình đặt cũng không có sâu mấy. Đây một cái này. Nên giờ nó lòi tại chẳng mình thăm hơi trễ á, sợ thăm sớm quá thì nước nó nhiều rồi nó sâu quá rồi nó ướt mình nên cũng lười. Đang cái này, cái này không có không đây. Ui dạ, cái ghế này để xuống thôi nha mọi người, có cắm cây đồ. Đợt đợt này đặt là mình có cắm cây, không có cắm cây mà nó cung kinh thì cá nó ít vô, mình cắm cây thì để cho nó cứng cái lợp cá vô nhiều. Ui ơi cái này nhưng mà không có trời, hôm bữa đặt ở đây cái này 4 con được có 2 con à. Trời ơi. Ôi. Đấy vậy trời. Được có 2 cái nhỏ xíu à. Trời sắp kiếm mưa nữa rồi kìa, đang thui. Tranh thủ rồi. Đâu đây có con cái, bên này có con cái nào không, nào như nào không nhớ nữa nè, đây đây có còn gì, có còn dây đen. Sạc sạc sạc. Wow. Ngon ạ. À. 3 con. Chút nha. Chút coi luôn. 3 con nha mọi người. Ba cái rồi, được nhiều rồi. Còn cá bóng bự chưa? Cá bóng bành kia. Nó lắm. Bên này cái nữa. Góc đây nè. Góc này nè. Cái bóng nó hay ở cái gốc cây nè, lội cái lợp lên luôn.
cây bung cây luôn ta. Trời ơi, chuột trắng banh luôn rồi. Trời ơi, chết rồi. Bung hàng chí bung cái cây. Mọi người ơi. Chuột có vô nó cắn banh luôn rồi mọi người. Banh luôn cái lợp rồi nè. Ồ nó ăn nó sạch hết luôn nè. Ồ nó lòi. Chuột nó cũng đi ban ngày nữa trời. Cắn banh luôn cái lợp rồi. Thôi. Bỏ luôn. Rồi xong rồi. Chuột quá trời, giờ này mà chuột nó cũng đi nữa. Xui rồi. Không được cái gì. Nãy đi thăm sớm là được rồi. Thăm trễ quá. Cứ nghĩ rồi ban ngày nó không sao. À, giờ ban ngày nó đi nó cắn banh luôn. Cá nó nó ăn cá. Đánh cá. Ít, ít, ít. Rồi chút xíu ta. Tuốt trong đây nữa nè. Đặt ở trong ngó, trong hốc gì đâu không à. Tuốt tuốt ở đâu trong đây. Bị chuột cắn nữa gì. Nó có ngập nước. Cui. Ôi cái này ngon rồi, mọi người ơi. Cái này ngon nè. Ôi, 4-5 con. Quá trời. 4-5 con luôn nè. Quá trời, cái này nhiều. Được cái là lòi xanh lè. Này mình đặt mồi cua. Đã chờ trời nó đã có vô cái nó nhiều liền bên kia cái nữa dướng cái cầu tưởng đâu máy mà có chuột chuột cánh đánh cái lột. Cái này không biết sao đây. Ui. Ui. Chết quá rồi. Trời ơi, không có luôn. Chết quá mọi người. Cái này không có trời. Ôi ơi. Cái này gì mà lại tấm cây không cứng à. Cua ra bỏ thôi. Chút quốc vậy. Cua giờ cũng hiếm mà mình không giờ mình đặt mấy cái lú 12 cái ngục được. Dính cua cái mình để dành. Chứ cũng không. Thấy đâu ra mà có. Sáu cái rồi. Còn sáu cái nữa. Mình đập được có 12 cái rồi. Mấy cái kia là chắc ngon ngon cái coi. Cây cây gì đó chứ ở nhiều lắm. Mình sơ sẩy là chuột cắn. Có cột con dây nè. Khui coi. Có cái coi. Chết quốc luôn trời. Được có một con nè. Cái này được có một con hả?
hai con nhỏ à. Được có hai con nhỏ mọi người. Kỳ gì ta? Cái này ngon quá mà. Đấy. Được ba con. Ba con những cái này dương thôi. Được ba con. Ở trong cái góc này nè. Như đâu đây, ở đây nè. Con cá này cũng lòi. Giờ nó gồng. Nó gồng mới vừa lớn nên nó lòi lên nữa. Sao chứ? Khui 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 khui. Rồi cũng chết quốc luôn trời. Không có luôn mọi người ơi. Hai cái chết quốc rồi đó. Có bóng quốc vậy. Chín nè. Ba cái luôn mọi người. Được như đây nè, chín cá được có như đây, không bằng cái khúc kia rồi. Một cái bị chuột cắn nữa là lỗ vốn rồi. Trong cái góc này nè. Nhổ cây lên, tháo cái cọng dây rồi. Hôm bữa mình đặt chơi chơi, mình đặt không có cài á mà. Trời ơi. Được con chút xíu hả trời. Lợp cá bóng à. Được mấy con à? Chú hai. Ừ. Ủa chú hai đi đâu lên đây vậy? Thăm cái lợp con. Ủa chú hai ơi, chú hai có cái kế gì vậy không? Chứ bây giờ mỗi lần con đi đâu thằng kia nó cũng như cái bóng của con ha, nó làm cái gì nó thoát con hàng chợ đi. Kiếm con. Chú hai con nó được không chú hai? Hả? Nãy giờ thằng kia con nó đi kiếm con. Ừ. Ờ à, giờ nó đặt rồi. Bốn con, cái này được bốn con. Có bóng nhỏ rồi. Cái này nhỏ. Ờ à. Nó mới như đây nè. Kiếm được bữa ăn. Đặt rồi lúc nước lớn mà nãy quên thăm á. Bây giờ nó cạn rồi. Rồi nãy chuột cắn hết cái nhất này mà chưa mà cũng chuột cắn nữa, nó lòn lòn vô mấy cây này nè. Ờ ừ. Chắc cống lan không quá, cống nhum hả, dữ vậy. Cống nhum luôn á trời, có nào bẫy nó ghê, lộng hành vậy hả?
đây cái mọi người được có cái cầu. Cái này sát cái cầu, có cái cầu lên đỡ. Không có không đây. Ui, ôi ôi. Ôi cái này quá trời. Đặt cái mấy cặp cặp mấy kia không có mà được cái này 5-6 con bự bự không. Ôi cái này dở lên hết hồn. Quá trời. Cái này cũng là cái cuối cùng. Quá trời cá. Cái này 5-6 con mà bự bự không. Ba, sáu, chín, mười, 12 cái đủ rồi. Thì hôm nay mình đặt lọt được như thế này. Như được có ít rồi. Chứ có con cái đằng kia bị chuột cắn kìa. Ồ, thất bại rồi. Tại vì mình quên đi quên thăm á, là để cho nó kém. Thôi cái video của mình cũng xin tạm dừng kết thúc ở đây. Mình cũng cảm ơn mọi người đã xem video và ủng hộ mình nha. Bye bye. Xin chào nha, tạm biệt.